Chân Lãng, Lâm Na, anh tới sao không gọi điện? Thực ra anh tới để mời đội trưởng Dân và các anh em tới Đăng Kinh Lâu dùng bữa. Đội trưởng Dân, Thăm Nghị Phùng đang chờ ở Đăng Kinh Lâu. Phải rồi, Lâm Na tiểu thư cũng tới. Chính cô ấy cho biết các anh đang dạo ở đường Bắc Mã này. Hèn gì trưởng ban hoàng tìm được chúng tôi dễ như vậy. Phải đó, đội trưởng Dân, mong anh và các anh em nể mặt nha. Trưởng ban, hôm nay anh với trưởng ban Lưu của ban tác chiến hẹn đi thăm người bệnh ở bệnh viện Lục Quân mà. Sao tôi lại quên mất chuyện hệ trọng như vậy? Đội trưởng Dân, thật là ngại quá. Anh phải cùng tôi tới bệnh viện Lục Quân thăm người đã. Nhanh lắm, chỉ 10 phút thôi. Không sao đâu, trưởng ban hoàng cứ tự nhiên đi. Vậy thì cảm ơn nha. Đi thôi, tới bệnh viện Lục Quân. Dạ. Dừng xe. Là trưởng ban hoàng, cho vào đi. Chuẩn bị. Dạ. Bắt đầu hành động. Mau, qua đây cứu người nhanh lên. Được rồi, từ từ. Sau đó tôi chạy ra xem thử. Anh đoán coi làm sao? Nói luôn đi, không có thời gian đoán đâu. Quả cầu lửa biến mất luôn, không còn gì hết. Cũng có nghĩa là lúc anh đi xem quả cầu lửa đó, không ai canh ở đây. Phải đó, chỗ này giống chỉ có mình tôi thôi. Họ đang trốn ở đây. Sao anh lại chết như vậy? Quả cầu lửa mà người trực ca nói chính là thủ thuật che mắt mà chúng tôi hay dùng. Mục đích là thu hút chú ý của đối phương. Chờ khi người trực ca rời đi, họ sẽ lập tức lẻn vào nhà xác để mà ẩn nấp. Có lý. Nhưng chúng ta lục soát chỗ này rồi, không hề phát hiện ra tung tích của họ. Lẽ nào họ nấp trong tủ lạnh đặt xác chết sao? Người như Yên Song Ưng, chuyện gì cũng có thể làm được hết. Các anh em, mở hết cái tủ lạnh cất xác, phải tìm ra họ cho bằng được. Khốn kiếp, không nghe thấy lời của thiếu tá Dân sao? Lập tức hành động. Rõ. Phải nhìn cho kỹ, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Thiếu tá Dân, anh nghĩ là họ Thăm Nghi Phùng. Cậu muốn nói gì? Họ thật sự trốn ở đây sao? Tôi và Yên Song Ưng là đồng loại. Cậu cứ tin tôi đi, chắc chắn sẽ không sai đâu. Mong là như vậy. Thăm Nghi Phùng, Thiếu tá Dương, đã kiểm tra hết tủ bên trái rồi, không thấy bóng dáng của họ. Thăm Nghi Phùng, bên phải cũng đã kiểm tra không có. Sao lại như vậy được? Sao lại không thể? Hay là anh tự kiểm tra đi? Phải đó, người sống sờ sờ ai lại trốn trong đống xác chứ? Xác trong tủ lạnh đều là sĩ quan quốc quân hy sinh, làm gì có họ Yên với Ưng? Lẽ nào mình sai thật rồi sao? Thiếu tá Dương, tuy anh nói anh với họ Yên đó là đồng loại, nhưng anh không phải là hắn. Tôi thật sự không nghĩ ra nếu họ không ở đây, vậy thì sẽ trốn ở đâu? Xem ra chúng ta phải tiếp tục lục soát những nơi khác. Lập tức hành động. Rõ.
Nguy hiểm thiệt đó. Tên này đúng là con sâu đi cút trong bụng của anh. Nếu không phải anh sớm nghĩ tới thì chúng ta tiêu đời rồi. Còn 5 phút nữa tới 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi thì sao? Mau khiêng hai cái xác vào tủ đi. Được. Đi theo tôi, bên này. Các anh em, tỉnh táo lên cho tôi. Tìm được tên Hội Yên đó sẽ được thưởng 1.000 đồng đại dương. Tầng 2, nhanh lên. Mau lên, mau lên. Công tử, sao rồi? Đúng là lạ thiệt đó. Rõ ràng là ở trong tòa nhà, tại sao lại không tìm thấy được chứ? Chuyện gì vậy? Mỗi tối từ 9 giờ tới 11 giờ 30 xe tải của chính phủ thành phố sẽ chở xác của tướng sĩ quốc quân tới ga tàu quả, sau đó đưa tới hậu phương. Vậy sao? Trương Bang, đi đi. Dạ. Các anh nghĩ liệu họ có khả năng trà trộn vào đống xác trốn ra ngoài không? Vừa rồi tôi và Thâm Nghị Phùng đã lệnh cho các anh em mở hết các tủ chứa xác trong nhà xác rồi, không phát hiện gì hết. Vậy sao? Tôi thật sự nghĩ không ra đó. Là họ sẽ trốn được ở đâu? Tìm đi, tìm tiếp đi. Dù lật tung cái bệnh viện này lên cũng phải tìm cho ra. Tôi canh ở đây xem liệu họ có trà trộn trong đám binh sĩ vận chuyển xác ra ngoài hay không. Được. Tôi và Trưởng Ban Hoàng dẫn những người khác tìm lại lần nữa từ tầng 1 tới tầng 4. Lập tức hành động. Rõ. Các anh em đi theo tôi. Được rồi. Thôi chết, mắc bẫy rồi. Yên sông Ưng. Yên sông Ưng. Nhất định phải tìm thật kỹ cho tôi, không được bỏ qua một góc nào hết. Nghe kỹ cho tôi, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Một khi phát hiện ra tên Hội Yên, lập tức nổ súng cảnh báo. Không được tha cho họ. Trưởng Ban Hoàng, công tử sao rồi? Đã tìm khắp tầng 3 rồi, không thấy bóng ma nào hết.
Tầng 3 cũng không có. Đúng là lạ thiệt đó. Thâm Nhi Phùng, sao vậy? Có chuyện gì rồi? Bọn họ chạy mất rồi. Cái gì? Chuyện này các cậu coi đi. Đây là dây thừng. Hai bó dây thừng này phát hiện bên dưới xe đẩy xác. Tên họ Yên đó chắc chắn đã đoán được. Tôi sẽ kiểm tra tất cả tủ chứa xác, cho nên không nấp ở trong đó, mà là cột mình và đồng bọn. Bên dưới dáng giường của xe đẩy xác, bên trên là một xác chết. Giả che xác rủ xuống hai bên, che được bọn họ, cho nên khiến cho chúng ta không phát hiện ra. Nhưng mà điểm này lại vừa đúng lúc, là chỗ duy nhất chúng ta có khả năng bỏ qua nhất và không kiểm tra nhất. Không lẽ bọn họ trốn trong nhà xác là thật? Điều này là hoàn toàn chắc chắn. Lúc chúng ta kiểm tra đều tập trung vào các xác chết. Khi thấy xác không phải tên họ Yên kia và đồng bọn của hắn, đã bỏ qua bên dưới chán giường này, chờ chúng ta rời đi. Hai người này dùng dao găm cắt đứt dây thừng rơi xuống đất, đặt xác chết kia vào tủ, còn bản thân thì nằm trên xe đẩy xác, che giải trắng lại, chờ xe tải chở xác tới thì giả làm xác chết và bỏ trốn. Tên này đúng là quá đáng sợ, thật sự quá xảo trá. Quả đúng như lời của anh nói. Công tử, đuổi theo đi, không kịp nữa rồi. Tôi đã nói rồi mà, muốn đối phó với tên họ Yên đó không dễ đâu. Đáng tiếc kế hoạch bắt cá trong rọ chúng không có kẻ hở như vậy. Nhưng tại sao lại lộ ra sơ hở chứ? Lỗ chỗ nào? Bây giờ chúng ta tới nhà của Diệp Hồng Khai trước họ đi, dặn họ ở đó, xem thử cái tên họ Yên kia trả lời làm sao. Diệu kế, chúng ta tận mắt nhìn thấy họ đến đây. Chỉ cần họ không có ở nhà thì chứng tỏ rằng họ đã tới bệnh viện. Nhưng nếu như họ không thừa nhận, nói là đi chỗ khác thì sao? Ai chứng minh được chứ? Chỉ cần không có ai chứng minh thì họ không thể biện minh được. Nhưng cho dù họ đã chạy đi rồi, làm sao mới tới được trước họ đây? Từ đây tới Diệp Công Quán, đi thẳng qua đường cầu Kim Cương chỉ cần 20 phút thôi. Bây giờ cầu Kim Cương đã bị phong tỏa, họ muốn về công quán thì phải vòng qua cầu Kim Trung, từ đó qua hải hà. Như vậy ít nhất là cần một tiếng. Còn chúng ta không cần mất nhiều thời gian gì đâu. Tại sao? Bởi vì ở Thiên Tân không có trạm gác nào mà đội điều tra không thể đi qua, chứ đừng nói là chúng ta đang có Phùng công tử. Ý của anh muốn nói đi thẳng qua trạm gác ở cầu Kim Cương tới Diệp Công Quán trước họ. Phải đó, họ chỉ đi sớm hơn tầm 15 phút. Chỉ cần bây giờ chúng ta xuất phát, chắc chắn sẽ tới trước họ thôi. Được, không thể chậm trễ, lập tức hành động. Thật không ngờ nó lại là một cái bẫy. Nguy hiểm quá. Nếu không phải anh nhanh trí thì tối nay chúng ta tiêu tùng rồi còn gì. Cái bẫy này là do Phùng Văn Lãng và Hoàng Chân Long đặt ra cho chúng ta. Còn chưa hiểu sao? Thật ra Dân Kiến Minh đã được cứu, và cùng Phùng Văn Lãng, Hoàng Chân Long thông đồng âm mưu đối phó chúng ta. Sáng nay cảnh mà tôi nhìn thấy ở bệnh viện Lục Quân chỉ là một màn kịch có kế hoạch thôi. Ý anh muốn nói Hoàng Chân Long đã cố ý dụ anh tới bệnh viện Lục Quân để anh nhìn thấy Dân Kiến Minh? Bây giờ xem ra đây là kế hoạch đặc sản của họ. Vì Phùng Văn Lãng và Dân Kiến Minh biết rõ nhau, nếu cậu ta ở bên cạnh tôi thì màn kịch khó diễn. Cho nên cậu ta đã ra mặt đãi khách, nhưng lại thu xếp cho tôi ngồi xe của Hoàng Chân Long. Sự tình chính là như vậy. Trong lòng của Phùng Văn Lãng biết rõ, tôi kiên kỵ nhất là Dân Kiến Minh, vì giả là giả, không thể là thật được. Chỉ cần Dân Kiến Minh thật còn sống, chúng ta sớm muộn cũng bại lộ. Cho nên cậu ta đã sớm nghĩ tới, chỉ cần tôi nhìn thấy Dân Kiến Minh chắc chắn sẽ có hành động. Tên tranh con này, nhìn hắn như vậy mà hắn là ác độc hơn chúng ta tưởng. Hơn nữa có một điều cậu ta rõ hơn, là nếu cậu ta và Dân Kiến Minh thông đồng cùng nhau sẽ gây ra uy hiếp lớn hơn cho chúng ta. Cho nên trên đường về, cậu ta đã cố ý nói chuyện với Diệp Lâm Na là ngày mai muốn tới bệnh viện Lục Quân thăm người. Phải rồi Lâm Na. Sau đó còn nhớ phó thị trưởng Tệ hay không? Nhớ chứ, sao vậy? Hôm qua nghe cha của anh nói đã ra viện rồi, ngày mai anh muốn đi thăm. Em có muốn đi thăm cùng anh không? Ở bệnh viện nào vậy? Em coi em kìa, quan viên cấp cao như họ, trừ bệnh viện Lục Quân ra thì còn ở đâu?
Quả nhiên tôi nghe xong thì thấy lo sợ hơn, quyết định hành động ngay. Vậy sao tự dưng anh phát hiện ra cái bẫy này vậy? Có câu là quan tâm ắt loạn. Tuy cái bẫy này họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng mà cũng có sơ hở. Nhưng trong lúc sốt sắng tôi đã bỏ qua nó. Sơ hở gì vậy? Dương Kiến Minh được xe cứu hộ chở tới bệnh viện, theo lý mà nói thì là vừa được cứu, chưa kịp chữa trị. Theo lẽ thường thì là vậy, nhưng mà lúc tôi nhìn thấy vết thương trên người của hắn đã được băng bó xong, vết thương đã băng bó rồi thì hắn sẽ rất tỉnh táo. Cần gì phải nằm xe cứu hộ làm gì, rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu làm gì? Có lý. Tối nay trước khi hành động, Mỹ Kỳ có nói sáng nay cô ấy tới bệnh viện Lục Quân đã nhìn thấy đặc vụ dưới trướng của Hoàng Chân Long lén lút xuất hiện ở tầng 2 khu nhập viện, không biết là nhắm vào ai. Tôi nghe xong tôi thấy có hơi lạ, nhưng lại không để tâm lắm. Lúc chúng ta trèo lên sân thượng chuẩn bị hành động, những manh mối đó đột nhiên nảy ra trong đầu của tôi. Cũng vào khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra đây là một cái bẫy. Phải rồi, sao anh biết 10:30 chở xác thì chứ? Tôi đã nói cho anh rồi, dù là thời khắc gấp rút cỡ nào, thời gian và cơ hội dành cho anh vẫn có đủ. Thật ra chuyện này cũng không có gì đâu. Bên trong là nhà xác đó. Trong cuốn sổ ghi chép ở bàn đăng ký nhà xác viết rất rõ. Cuốn sổ ghi chép có viết sao? Phải đó. Nhưng trong lúc hoảng loạn, anh không nghĩ tới chuyện xem cuốn sổ đó, cho nên sẽ dễ bỏ qua cơ hội trốn thoát duy nhất lần này. Anh giỏi thiệt luôn nha. Cái bẫy này rất độc. Lợi dụng tâm lý kiên về dân chứng minh của tôi bày ra cú lừa này, suýt chút nữa là chúng ta mắc bẫy. Không diệt trừ Phùng Văn Lãng và dân chứng minh, chúng ta đúng là khó sống. Chuyện tối nay họ chắc chắn không bỏ qua đâu. Sao chứ? Ý của anh đó là trực giác. Trực giác về nguy hiểm. Trẻ qua là tới công quán rồi, tới nơi là về phòng ngay. Tối nay không được có hành động gì khác. Được. Sao vậy? Anh nhìn trước cửa công quán đi. Là bọn họ. Sao lại đến trước chúng ta? Bởi vì họ qua cầu Kim Cương đi thẳng tới đây đó. Vậy giờ làm sao? Một khi họ phát hiện chúng ta không có mặt ở công quán thì hoàn toàn bị bại lộ. Anh đi đâu đó? Chút nữa anh sẽ biết. Văn Lãng, Lâm Na, trễ vậy rồi các anh tới làm gì? Bọn anh tới tìm đội trưởng Dương. Trễ vậy rồi tìm anh ấy làm gì? Lâm Na, anh dám nói như vậy với em, đội trưởng Dương chắc chắn không có mặt ở công quán. Sao lại có thể? Hồi chập tối anh ấy còn nói chuyện với em và Mỹ Kỳ mà. Sau đó về phòng và không ra nữa. Chúng ta tới phòng của anh ta đi, xem thử coi đó không. Sau đó anh sẽ nói rõ với em về đội trưởng Dương này. Đi theo em. Các anh đợi ở đây đi, em đi gõ cửa. Đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương, mở cửa đi, có chuyện tìm anh đi. Anh ta không có ở đây phải không? Có phải là đang ngủ được không? Mau lên, mau mở cửa ra. Dạ. Họ thật sự không có ở đây. Hai anh cười cái gì? Lâm Na, bây giờ để anh nói cho em biết về đội trưởng Dân này nha. Thật ra anh ta không phải là Dân Kiến Minh, lại là mấy lời cũ trước đây của anh. Lẽ nào vị nấy không ở trong phòng,
cho nên có thể chứng minh anh ấy không phải dân Kiến Minh. Lâm Na, em nghe nói hết đã. Anh ta thực sự là gián điệp của Cộng sản, tên thật là Yên Sông Ưng. Đêm nay anh ta lẻn vào bệnh viện Lục Quân định giết dân Kiến Minh thật đó. Dân Kiến Minh thật chính là Phó Quan Trương trên thuyền đó. Anh ta mới là dân Kiến Minh thật. Anh ta chưa chết sao? Phải đó, trưởng ban quan đã cứu mạng anh ta. Em biết rồi, các người đang bẫy đội trưởng dân phải không? Lâm Na, em hiểu lầm rồi. Không phải bọn anh bẫy anh ta, mà là anh ta lén vào bệnh viện Lục Quân muốn giết dân Kiến Minh thật đó. Bán vé đi, bán vé đi. Bán vé, bán vé đi. Bán vé đi. Nào nào, bán vé đi, xem thử đi. Qua đây xem thử đi. Bán vé đi. Bán vé đi. Hai vị trưởng quan có vào chơi không? Đây là chỗ nào vậy? Giao lộ đường Bắc Mã, bên kia là cổ Kim Cương. Tới đây làm gì? Anh không thấy xung quanh đây toàn là gánh kịch nhà hát hay sao? Thấy rồi. Nhưng mà chúng ta tới đây làm gì chứ? Tìm việc đó. Tìm việc. Trên này viết cái gì vậy? Đây là tiết mục biểu diễn ở mỗi khung giờ của nhà hát. Người tới khu vui chơi có thể dựa vào bản tiết mục chọn tiết mục mà mình thích. Ví dụ như anh thích nghe tấu hài thì mua vé từ 7 giờ tới 8 giờ. Nếu anh thích xem ảo thuật thì mua từ 10 giờ tới 11 giờ. Đây gọi là thu phí theo giờ đó. Tôi hiểu rồi. Nhưng liên quan gì tới chúng ta? Sao chúng ta phải đi xem cái này? Bởi vì chúng ta phải vào bên trong. Đã là lúc nào rồi, anh còn tâm trạng nghe tấu hài xem ảo thuật sao? Vậy chúng ta nên làm gì đây? Phùng Văn Lãng, Dân Kiến Minh và Quảng Dân Long đang chặn ở dịp công quán. Chúng ta mà không về thì thừa nhận tối nay tới bệnh viện được còn gì? Về đó thì giải quyết được vấn đề hay sao? Họ sẽ tin chúng ta sao? Vậy cũng đâu thể đi nghe tấu hài xem ảo thuật. Bây giờ họ đang chặn ở công quán kia kìa. Chúng ta phải nghĩ cách để trở về sẽ nói sao? Tôi không nghĩ ra. Hay là anh nghĩ thử đi. Anh là cố ý phải không? Tôi mà nghĩ ra được tôi đã hỏi anh làm gì. Anh nghĩ không ra đúng không? Nghĩ không ra đó. Nghĩ không ra thì nghe lời tôi đi. Anh có cách sao? Cái tật lớn nhất của anh chính là lúc không nên nói thì cứ nói hoài gì đó, mà toàn nói mấy lời vô nghĩa mà thôi. Được rồi, được rồi. Anh nói tôi nói lời vô nghĩa. Vậy tôi muốn xem thử anh nói ra được lời nào ý nghĩa sao. Nè cô gái, tôi muốn mua hai vé. Các sếp mà cần mua vé sao? Cứ chờ trong đi. Không, tôi muốn mua vé thật đó. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Trưởng quan mua vé xem kịch, đúng là lần đầu tiên thấy đó. Nè cô gái, tôi muốn mua hai vé từ 8 giờ rưỡi tới 12 giờ. Sao chứ? Tôi không nghe lầm chứ. 8 giờ rưỡi tới 12 giờ. Tài của cô nghe rất tốt, không hề nhầm đâu. Hai sếp, có phải là không hiểu quy tắc thu phí theo giờ không? Tôi giải thích nha. Không cần đâu. Tôi là người Thiên Tân, từ nhỏ đã mua vé tính giờ rồi. Nhưng bây giờ đã là 11 giờ rưỡi rồi. Hiện tại đang diễn là Hoàng hậu cổ thư của Thiên Tân, đại cổ kinh dẫn của Mai Tuyết Cầm. Nếu muốn mua vé vào thì mua 11 giờ rưỡi tới 12 giờ là được. Tiếp mục từ 8 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi đã diễn xong lâu rồi mà. Mua vé chi cho tốn tiền vậy? Nè cô gái, cô không cần phải biết tại sao đâu. Chỉ cần đưa vé cho tôi là được rồi. Anh mua vé bỏ đi thật sao? Đầu óc của anh ấy đúng là kiểu bỏ đi đó. Nè cô gái, có đồ bỏ đi hay là vé bỏ đi gì đó cứ bán cho anh ấy. Anh coi anh đó, có chuyện gì chẳng thấy anh đâu, chỉ biết mồm mép. Đầu óc anh bình thường thì mua vé bỏ đi làm gì chứ? Rõ ràng là bị lừa đá. Nè đại ca, anh nói chuyện hay ghê đó. Đầu bị lừa đá thì không phải là bị thủng hay sao? Đúng là bị thủng rồi. Não bị thủng sạch luôn rồi. Chỉ còn cái vỏ thôi. Vô được cô gái, mau đưa vé bỏ cho chúng tôi đi. Đại ca, anh ngộ thiệt đó. Đi. Cái này, cho cô đó. Đại ca, anh là có ý gì đây? Nếu như có người hỏi thì cô nói chúng tôi vào từ lúc 8 giờ rưỡi. Được. Anh chiếu cố tôi chuyện làm ăn. Ngay cả vé bỏ cũng mua luôn. Anh kêu tôi nói gì thì tôi nói cái đó. Tiền thì tôi không thể nhận đâu. Với lại ai lại đi hỏi tôi như vậy chứ? Chuyện này thì không nói chắc được đâu. Nè cô gái, tôi phát hiện là cô rất thích cười đó. Không cười thì làm sao? Không lẽ lại khóc? Nói cũng đúng. Cười thì vẫn hơn là khóc phải không?
Thôi đi đừng nhiều chuyện nữa, vào trong đi. Hay, hay lắm. Hay quá, hay lắm. Tiếp tục đi. Gia nhân xinh đẹp, lười chăm chút. Hai vị, có dùng gì không? Hai chén trà, một chiếc đậu phộng. Được, mời vào trong. Hay quá, hay lắm. Mời hai vị dùng. Em không tin. Lâm Na, đây đều là đặc vụ ban điều tra giám sát bệnh viện tận mắt nhìn thấy. Tiểu thư, điều này hoàn toàn chắc chắn. Nói cả buổi trời, hai người còn không thấy rõ mặt của người ta, sao có thể chắc chắn là đội trứng dân và đội phốt cao? Lâm Na, chuyện rõ ràng như vậy rồi. Hai sát thủ lẻn vào bệnh viện, định giết chết Dân Kiến Minh. Hai người có liên quan tới chuyện này, đúng lúc không có trong phòng. Không lẽ chưa đủ chứng minh sao? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chứng minh được gì chứ? Có gì mà trùng hợp? Nhiều khi hai người họ tới nhà hát xem tấu hài kể chuyện, hoặc là nghe đại cổ Tây Hà gì đó. Có lẽ họ tới gánh hát nghe kinh kịch gì rồi, cũng có thể tới rạp xem phim hoặc là ăn uống gì đó. Không chứng không cớ, sao anh chắc chắn sát thủ lẻn vào bệnh viện là hai người họ? Đây hoàn toàn là giả đoán. Lâm Na, anh hoàn toàn chắc chắn sát thủ lẻn vào bệnh viện là họ đó. Em thấy các anh có ý đồ khác thì có. Anh tiểu thư, phải công nhận là cô hết lòng hết dạ với tên Dân Kiến Minh giả này đó. Nhưng mà sợ là hắn sẽ phụ lòng tốt của tiểu thư thôi. Tôi chỉ biết người sống ở nhà tôi mới là Dân Kiến Minh. Người này từng cứu mạng của tôi, cứu mạng bà của tôi, cũng từng cứu mạng Phùng Văn Lãng anh đi. Nói cách khác, anh ấy là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi. Tại sao tôi lại không tin tưởng anh ấy, mà lại tin một kẻ vô sĩ, giả mạo và hãm hại người khác? Nhưng mà hắn, Văn Lãng, em biết anh không ưa đội trưởng Dân, luôn muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết. Từ lúc đi thuyền cho tới đây, em không biết là tại sao, nhưng em biết chắc là anh có lòng riêng. Anh, Lâm Na, sao em lại nói như vậy? Tục ngữ nói, nhận chút ân nghĩa của người ta cũng phải báo đáp hết mình. Anh đối xử với ân nhân như vậy, lẽ nào không sợ bị báo ứng? Anh, tiểu thư, hắn là gián điệp cộng sản, hắn cứu cô là có mục đích đó. Gì đây? Chứng cứ. Tôi cần chứng cứ. Chỉ cần các anh chứng minh được anh ấy là gián điệp của cộng sản, tôi sẽ không bao che. Tiểu thư à, chuyện tối nay họ đã bại lộ rồi. Chỉ cần họ dám về đây, chúng tôi chắc chắn sẽ hỏi được chân tướng. Tới lúc đó, mong tiểu thư và sư đoàn chứng diệp và lão phu nhân hỗ trợ. Tôi phải đưa họ về ban điều tra, tra hỏi nghiêm khắc. Các anh chỉ suy đoán mà không có chứng cứ gì hết. Được, chỉ cần các anh chứng minh được họ chính là sát thủ xuất hiện ở bệnh viện vào tối nay, thì tôi thuyết phục cha của tôi giao họ cho các anh, mặc kệ các anh xử lý. Được, quyết định như vậy đi. Hai tên này không phải kẻ ngốc, sự việc bại lộ, hai người họ chắc chắn sẽ không dám về đâu. Nhưng mà nếu họ về thì sao? Tin anh đi, chắc chắn là không rồi. Bọn anh sẽ đợi ở đây, để xem thử ra sao. Được, đợi thì cứ đợi. Hay, hay lắm. Hay quá. Ngài phải hỏi quanh quanh. Mắt phải bệnh thế nào? Đột nhiên nhớ ra, tú sĩ Trương Lan. Nói thiệt nha, bây giờ tôi mới hiểu ý của anh đó. Hiểu sao nói nghe đi. Anh mua vé theo giờ từ 8 giờ rưỡi tới 12 giờ. Nếu như Phùng Văn Lãng và Hoàng Dân Long hỏi tới, chúng ta cứ nói 8 giờ rưỡi là vào nhà hát nghe kịch rồi. Họ muốn xem chứng cứ thì đưa hai tờ vé này cho họ. Anh tưởng như vậy là qua mặt được sao? Lý gì chứ? Phùng Văn Lãng muốn để chúng ta vào chỗ chết thì mới vui được. Cho dù là đưa cái vé này ra, cậu ta cũng không thèm xem, vẫn sẽ gán tội danh gián điệp cho chúng ta. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta phải tìm một cơ hội nào đó. Một cơ hội. Một cơ hội gây sự. Gây sự. Nếu cơ hội này không tới, thì chúng ta chỉ đành tự tạo cơ hội thôi. Tôi... sao càng nghe càng mơ hồ vậy? Anh sẽ hiểu liền thôi. Tránh ra đi. Biến. Mấy người làm gì vậy? Nè, mấy người làm gì vậy? Làm gì vậy chứ? Nè, mau tránh ra. Biến đi.
Các người muốn làm gì? Nghe kịch mà không mua vé sao? Nè con nhỏ kia, bà cô đây tới nghe kịch là nể mặt cô lắm rồi, còn dám đòi tiền của bà đi sao? Ra đường mà hỏi thử coi, bà cô đây là ai mà lại phải mua vé chứ? Mặc kệ bà là ai, đây là nhà hát của tôi, không ai được nghe miễn phí mà không trả tiền đâu. Các người không mua vé, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Không cần phiền cô như vậy, để tôi báo giúp cho nha. Nè, không được vào, không mua vé thì không ai được vào hết. Nè tranh con, rượu mời không uống, uống rượu phạt sao? Sao lại còn đánh người như vậy rồi? Nè làm gì vậy? Nè làm gì đó? Sao bà lại dám đánh người chứ? Muốn làm gì đây? Làm gì? Đánh nhau chứ gì? Tại sao mấy người lại đánh người? Tôi đánh cô đó là nhẹ nhàng lắm rồi đó. Bây giờ chưa phải lúc, chờ thêm đi. Chờ? Chờ cái gì nữa? Chị Đại Hồng mà, chị có sao không? Không sao đâu Tiểu Bảo. Chuyện gì vậy? Mấy người này nghe kịch mà không mua vé lại còn đánh người nữa. Các người vừa vào đâu mà đánh người? Gì đây tiểu tử thúi? Chỉ vừa vào mày thôi mà dám đứng đây ra mặt cho con nhóc này sao? Tao thấy mày chán sống rồi đó. Bà mới là người chán sống đó. Có giỏi thì đấu tay đôi đi, so tài với tiểu gia đi. Mày thành tinh rồi sao? Nè nè, tranh con. Nè các chị à, các chị, có gì từ từ nói, lùi lại đi. Đây không phải là ngủ cô sao? Làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Chúng nó vẫn còn nhỏ, không biết ngủ cô. Xin đừng có chấp nó, tụi nó không biết ngủ cô đâu. Ông chủ Lương, độ nổi tiếng của Mai Tuyết Cầm ở Thiên Diễm lâu này càng ngày càng cao, cho nên cũng ngày càng kiêu căng rồi, có đúng hay không? Ngay cả thể diện của ngũ cô đây cũng không cho. Khu vực cầu kim cương này chắc là không chứa nổi mấy người nữa rồi đó. Không dám, không dám. Chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi, lăn lộn ở miếu lớn của Diên gia, có đắc tội với ai cũng đâu có dám đắc tội với Diên gia và ngũ cô đây. Đại Hồng, chuyện gì vậy chứ? Họ vào nghe mà không mua vé, xông thẳng vào trong còn mắng chửi nữa. Đã nghe thấy chưa? Đại Hồng mà, con nhóc này cứ mở miệng ra là đòi tiền của bà đi. Ngũ cô, Lưu Trường Phước, đây đều là các người vậy sao? Bà cô của tôi à, đã nói bao nhiêu lần rồi, thuộc hạ của chuyên gia tới chỗ chúng ta nghe kịch thì không cần mua vé. Sao mà cháu lại bướng như vậy chứ? Nhưng ai biết bọn họ là thuộc hạ của chuyên gia đâu. Người này là vợ nhỏ của chuyên gia, là ngũ cô đó. Vợ nhỏ của ai cũng không được đánh người. Thằng tiểu tử này lại dám cãi nhau phải không? Giỏi quá rồi. Thôi thôi tổ tông à, đừng có thêm rắc rối nữa mà. Còn chê cho đủ loạn hay sao? Ngũ cô, trẻ con không có hiểu chuyện, cho nên cô đừng chấp nhận với bọn chúng. Nào nào, lên phòng khách ở tầng trên đi. Tôi sai người pha trà ngon cho cô nha. Mau tránh ra. Hôm nay bà đây không ngồi đâu hết, cứ ngồi ở đây đó. Kêu họ cút hết cho tôi. Dạ dạ. Người anh em giúp tôi đi được không? Dạ dạ, cảm ơn nha. Ngũ cô, mời ngồi. Khách quan, các vị cứ ngồi đi, ngồi xuống đi. Mời ngồi đi. Thiệt tình, đây là cái thứ gì vậy? Người này có phải là phụ nữ không? Chưa từng thấy phải không? Đây là nữ lưu manh ở Thiên Tân, cũng là nữ côn đồ đó, không hề kém cạnh đàn ông đâu. Tôi thấy mấy tên này đúng là không có ý đồ tốt, nhưng mà họ tới rất đúng lúc, quậy phá học quán của anh ấy, nên đáng tội gì. Hay, hay lắm. Hay quá. Rốt cuộc là tại sao Nửa đêm canh ba lại như vậy? Hay, hay lắm. Hay. Có gì mà vui? Con ranh này nó đang hát cái gì vậy chứ? Đây mà là đại cổ kinh giận sao?
nghe còn không hay bằng tiếng heo kêu nữa kìa. Vậy mà mấy người còn la hay. Hay cái gì chứ? Hay ở đâu? Để coi còn ai dám khen hay nữa. Không ai được khen hết, đã nghe rõ chưa? Ai dám khen? Ai dám khen nữa không? Không ai được khen hết. Nghe đây, cô hát cái gì vậy chứ? Kỹ nữ hát còn hay hơn cô đó. Xuống, xuống đi, mau xuống đi. Phải đó, xuống đi. Ngủ cô, xuống đi, các anh em à. Ngủ cô. Hãy cho tôi chút thể diện, cho tôi chút thể diện đi được không? Thể diện gì chứ? Thể diện gì đây? Sao anh lại không giữ thể diện cho tôi? Cô nặng lời rồi, tôi nào dám không giữ thể diện cho cô. Tôi muốn mua lại thiên diễm lâu này. Tại sao anh lại không bán? Tôi không trả tiền cho anh sao? Sao anh lại không bán cho tôi? Nói thật cho mà biết, anh tưởng tôi muốn tới chỗ quỷ quái này sao? Là Diên gia phái tôi tới đây đó. Diên gia có gì dặn dò thì cứ nói thẳng là được rồi, còn làm phiền Ngũ cô tới đây. Diên gia kêu tôi nói với anh, 3 ngày nữa, trong vòng 3 ngày phải đưa khế ước của thiên diễm lâu tới nhà. Còn về giá cả cũng sẽ dễ thương lượng hơn. Anh cứ trả giá, Diên gia sẽ không trả giá. Ngũ cô và cô cũng biết đó, thiên diễm lâu tuy là sản nghiệp của tôi, nhưng những năm qua đều là do Tuyết Tầm lo liệu hết. Cô ấy không muốn bán, xin cô về nói giúp vài câu cho chúng tôi được không? Nói vài câu trước mặt Diên gia đi. Không muốn bán. Các anh em, hắn nói là không muốn bán kìa. Mở mắt ra nhìn cho rõ, là người nào đang nói chuyện với anh đây? Ở cái vùng này, người dám không nể mặt Diên gia vẫn chưa ra đời đâu đó. Không dám, không dám. Đi mau. Rốt cuộc các người muốn làm gì đây? Bà đây muốn làm gì? Trong lòng của cô tự rõ. Bà đây khuyên cô một câu, bây giờ cô đang nổi tiếng, tới đâu cũng không thiếu tiền để mà kiếm. Có Diên gia ủng hộ, có hội tam hợp ủng hộ, bảo đảm cô ăn no mặc ấm. Nhưng mà ngược lại, nếu cô không nể mặt, hiểu mà giả ngu đó, thì bà đây sẽ khiến cho cô nhanh chóng dục tắt thôi. Kể từ hôm nay, khỏi cần cô mở miệng ra nữa. Bằng mọi giá thì tôi đây nhất định sẽ không để cho cô tiếp tục hát tiếp ở đây nữa đâu.